Quay trở lại với series đi học đi thực tập mặc gì nhá. Lần này thì sẽ là một em áo sơ mi màu xanh min mát mắt. Em này được làm bằng chất vải lụa nên khi mặc lên khá là mượt. Điểm mà mình thích nhất đó chính là áo sơ mi không hề bị nhăn, rất thích hợp cho đứa lười như mình nè. Đi làm thì chắc chắn là không thể thiếu em quần suông rồi. Em quần này thì thiết kế hơi lạ một xíu, quần được thiết kế cài khóa và ở bên hông thì sẽ có phần để cho mọi người buộc nơ. Quần cũng không hề bị nhăn đâu, cho nên các bạn cứ yên tâm là cả set sẽ giữ được độ đẹp đến hết ngày luôn nhá. Thời gian lạnh lùng xóa đi năm tháng êm đềm khi ấy chỉ còn anh.